Người phụ nữ này tắt đèn để về nhà. Trong bóng tối cô dường như nhìn thấy một bóng người, khi bật đèn lên thì lại không thấy gì cả. Cô lại tắt đèn đi, bóng người đó lại xuất hiện. Bật đèn, bóng người lại biến mất. Lặp đi lặp lại 2-3 lần như vậy. Cô xác nhận mình không nhìn nhầm. Cô không dám ở lại nữa, đi vào văn phòng, nói chuyện này cho ông chủ nghe. Nhưng ông chủ đang bận nghe điện thoại, không để tâm đến lời nhắc nhở của cô. Khi tan làm, ông chủ đi qua nhà kho. Ông nhìn thấy có một bóng người đang đứng ở trong bóng tối. Ánh đèn vụt sáng, bóng người lại tiến gần hơn chục mét. Ông bỏ chạy ngay lập tức, nhưng lại bị vấp ngã ra đất. Khi bỏ dậy thì ông phát hiện có một vết cào lớn trên bắp chân mình và bóng người quỷ dị ấy đã đứng ngay trước mặt mình rồi. Ông sợ hãi lùi lại vài bước, phát hiện bóng người không hề tiến lên phía trước. Ông lập tức hiểu ra vấn đề. Bóng người này chỉ có thể ở trong bóng tối mà thôi. Thế là ông lại chạy tiếp, lao vào văn phòng bật đèn lên, cầm lấy cái gậy để phòng thân. Kết quả là đèn trong nhà kho cứ tắt húm dần, cuối cùng đến văn phòng cũng chìm vào bóng tối nốt. Không lâu sau, cánh cửa bị mở ra. Sau khi ông chết, con trai của ông cũng phát hiện ra điều quỷ dị này trong nhà. Cứ đến nửa đêm là Martin lại nghe thấy tiếng mẹ nói chuyện với ai đó. Nhưng cậu đi lên xem thì thấy đối diện với mẹ chẳng có ai cả. Khi cậu đang định rời đi thì lại nhìn thấy một bóng người thò ra từ trong bóng tối. Martin sợ chết khiếp, vắt chân lên cổ chạy, trốn vào phòng. Nhưng cậu không dám đi ngủ, cứ chừng chừng mở mắt đến tận sáng luôn. Cậu cứ như vậy suốt mấy đêm rồi, cuối cùng cậu phải đi cầu cứu trung tâm bảo vệ nhi đồng. Nhân viên công tác của trung tâm đã tìm đến Rebecca, chị gái cùng mẹ khác cha của cậu. Rebecca đã rời nhà đi nhiều năm, cô không rõ tình hình của mẹ cho lắm. Nghe Martin nói muốn đến nhà mình ở, Rebecca không đồng ý. Cô cùng bạn trai đưa cậu về nhà mẹ. Trước khi vào nhà, Martin nói rằng gần đây mẹ thường xuyên nói chuyện với một người bạn mới. Người bạn mới này tên là Diana. Rebecca đột nhiên dừng lại, bởi vì cô nhớ cái tên này. Nhiều năm về trước, trong một đêm, cô ở trong phòng vẽ tranh một mình. Vốn là cô vẽ bức tranh cả gia đình, nhưng khi quay người lại thì không thấy bức tranh đâu nữa. Lúc này tủ quần áo trong phòng phát ra tiếng động. Cô nhẹ nhàng đi lên, bật đèn, bức tranh liền rơi xuống đất. Cô cúi đầu xuống nhìn, người bố trong bức tranh bị xóa đi. Bên cạnh được vẽ thêm một người nữa, tên là Diana. Cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, bố của Rebecca liền mất tích. Nghĩ đến sự nguy hiểm của Diana, cuối cùng cô cũng đồng ý lời cầu xin của Martin, đưa cậu về nhà mình. Song chính hành động này đã khiến cô rơi vào nguy hiểm. Nửa đêm, một bóng người quỷ quái ngồi xổm ở cửa. Khi bóng đèn neon ngoài cửa sổ sáng lên, bóng người liền biến mất. Rebecca bị tiếng động này đánh thức, cô đã nhìn thấy bóng người ấy, sợ hãi thở nhẹ lại, chậm chậm đi xuống giường. Maka baka aka waka mika maka Maka baka apa yaka ika aka Rebecca mau chóng bật đèn lên, mới thoát được một mạng. Song ở chỗ cái bóng xuất hiện, cô đã phát hiện ra cái tên Diana này. Mọi chuyện dường như lại quay lại ngày trước, nhưng bây giờ cô đã lớn rồi, cô không muốn trốn tránh nữa. Cô quyết định tự mình điều tra xem ai là Diana. Ngày hôm sau, Rebecca và bạn trai âm thầm đi vào nhà mẹ. Hai người phát hiện rất nhiều tài liệu ở trong phòng đọc sách. Lúc này, Rebecca mới biết, bố của Martin cũng luôn điều tra về Diana. Lúc này, cô nhìn thấy một bức ảnh ở trên tường. Trong ảnh có hai cô gái, một người là Sophie, mẹ của cô, một người thì trốn ở dưới ô, chính là Diana. Hóa ra Diana mắc một chứng bệnh về da vô cùng hiếm gặp, vô cùng mẫn cảm với ánh sáng. Điều này khiến cô ấy không thể sống dưới ánh sáng mặt trời được, nếu không thì da sẽ bị rữa nát. Nhưng bệnh viện đã sử dụng phương pháp trị liệu ánh đèn để tiến hành trị liệu thí nghiệm cho Diana. Kết quả thí nghiệm xảy ra sự cố, Diana triệt để hồn bay phách tán dưới ánh sáng lớn. Tuy nhiên Diana chưa hoàn toàn biến mất, lúc đó Sophie đang chữa bệnh trầm cảm, thế là Diana đã nhân cơ hội này, ký sinh vào trong ý thức của mẹ cô. Chỉ là Diana sau khi biến thành quái vật, vẫn không được ra ngoài ánh sáng, mà chỉ có thể nói chuyện với Sophie ở trong bóng tối mà thôi. Nhưng bệnh tình của Sophie có chuyển biến tốt lên, bà dần dần rời xa Diana. Diana không cam tâm, thế là đã giết chết hai người chồng của Sophie. Sophie vô cùng cô đơn, thế là lại gần gũi thân thiết trở lại với Diana. Nhưng Diana vẫn chưa cảm thấy hài lòng, nó muốn độc chiếm sự quan tâm của Sophie, thế là bắt đầu ra tay với Rebecca và Martin. Rebecca đem chân tướng của sự việc kể cho Martin nghe, họ nhất định phải giúp cho tinh thần của mẹ trở nên mạnh mẽ hơn, như vậy mới có thể cắt đứt được mối quan hệ với Diana. Khi hai người đang bàn bạc kế sách với nhau, thì chuông cửa vang lên, Rebecca tưởng là bạn trai đến, kết quả mở cửa ra lại chẳng thấy ai cả. Lúc này, hai chị em đồng thời cảm thấy lạnh sống lưng, tủ quần áo truyền ra động tĩnh. Rebecca bảo Martin đứng yên tại chỗ, cô đi lên kiểm tra. Mở cửa, bật đèn, không có gì trong tủ quần áo cả. Bỗng nhiên, trong thời khắc cam go, Rebecca đã kéo Martin từ dưới gầm giường ra. Cuối cùng Martin cũng hiểu ra, hai người phải hành động mau chóng thôi. Thế là Rebecca dẫn Martin và bạn trai đi về nhà mẹ. Vốn định nói chuyện tử tế với mẹ, nhưng vừa nhắc đến Diana, thì Sophie vô cùng kích động. Điều kỳ lạ hơn là,
Nói gì đi chăng nữa thì bà cũng không tin là Diana đã chết rồi. Hai mẹ con cãi nhau càng lúc càng kịch liệt. Bà trách cô năm đó bỏ nhà ra đi, không quay về thăm bà lần nào. Thời gian đó người ở bên cạnh bà chỉ có Diana mà thôi. Rebecca nhận ra là do mẹ đã quá cô đơn, nhưng cô đã rời đi trong lúc bà cần cô nhất. Điều này khiến cho bệnh tình của bà càng nặng nề hơn. Để bảo vệ em trai, cũng để giúp mẹ giải phóng khỏi Diana, Rebecca quyết định ngủ lại một đêm. Cô nói quyết định này cho mẹ nghe, bà liền mở cửa phòng, run rẩy đi lên ôm chầm lấy cô. Sau đó hình như bà bị ai đó kéo đi, trở lại về phòng vậy. Rebecca quay người, lấy ra tờ giấy mà mẹ âm thầm nhét vào tay mình. Trên đó viết là, cứu mẹ. Buổi tối bạn có dám tắt đèn đi ngủ không? Gia đình này trước khi đi ngủ, phải mở hết rèm cửa ra, bật hết đèn lên, dùng băng dính dán chặt khóa điện lại, sau đó tìm hết bóng đèn dự bị ra, châm nến, cuối cùng đặt đèn pin vào những chỗ thân thuộc nhất. Xong xuôi tất cả, Rebecca mới dám nằm xuống nghỉ ngơi. Xong đến nửa đêm, tất cả bóng đèn trong phòng đều tắt đi, Rebecca choàng tỉnh dậy, cầm đèn pin đi xuống hầm dưới lòng đất kiểm tra điện áp. Sau đó Martin cũng tỉnh dậy, phát hiện không thấy chị gái đâu, cậu vội vã bật dậy châm nến lên. Khi cậu đang ngắm nghía khắp phòng, thì Diana bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng cậu. May mà lúc đó cậu đã kịp thời cầm ngọn nến lên, Diana mới không dám tiến lại gần. Nhân lúc này, Martin tìm thấy Rebecca ở dưới hầm. Không ngờ rằng đây lại chính là cạm bẫy mà Diana đặt sẵn. Nó nhốt hai chị em ở dưới hầm, rồi đi ra đối phó với bạn trai của Rebecca. Rebecca ở dưới hầm hét lớn mau trốn ra chỗ có ánh sáng, nhưng anh ấy không nghe rõ lời cô nói. Thế là Diana đã đánh bay anh ra ngoài. Anh vội vã lấy điện thoại ra, mới thoát được một mạng. Anh không dám chần chừ ở lại nữa, mà chạy ngay ra khỏi nhà. Khi sắp trốn thoát rồi, thì Diana lại lần nữa xuất hiện, nó nhấc anh lên cao. Trong thời khắc cam go, anh lấy chìa khóa ô tô ra, mở đèn pha lên, Diana biến mất ngay lập tức. Nghe thấy tiếng động này, hai chị em đành nghĩ cách tự cứu lấy mình thôi. Đèn pin không chống cự được bao lâu, họ phải tìm nguồn sáng mới ngay. Thế là Rebecca dùng giấy vụn dưới hầm để đốt sáng. Sau đó, Martin tìm được một cái đèn huỳnh quang tím trong hòm gia dụng. Rebecca bảo Martin tiếp tục đốt lửa, còn cô thì cầm đèn huỳnh quang đi tìm những thứ có thể dùng được khác. Dưới ánh đèn huỳnh quang này, cô nhìn thấy được những thứ bình thường không nhìn thấy. Vết bàn tay kỳ quái, bức tường đầy chữ, xem ra đây chính là nơi ở thường ngày của Diana. Rebecca tiếp tục tìm kiếm, nhìn thấy mấy mô hình người mẫu bị cào nát mặt mũi, trên đó viết đầy tên Diana. Khi cô đang chăm chú nhìn thì, Rebecca sợ hãi bỏ chạy ngay. Khi đang định tìm một vũ khí, thì Diana nắm lấy tay cô, Rebecca giơ đèn huỳnh quang lên, nhưng Diana không hề sợ hãi. Trong thời khắc cam go, một ánh sáng chiếu lên tay của Diana, khiến nó bị mục giữa ngay lập tức. Nó đau đớn bỏ tay ra, Rebecca quay lại nhìn, là Martin cầm đèn pin đến. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng xe cảnh sát. Hóa ra bạn trai cô không hề bỏ đi, mà là gọi cảnh sát đến. Cảnh sát không biết rằng trong căn nhà này có quái vật, họ nhanh chóng tìm ra được hai chị em. Họ phá cửa hầm ra, sau đó, chú cảnh sát này đã nhìn thấy bóng dáng của Diana. Chú ấy liên tục nổ súng, Diana vẫn không hề hấn gì cả. Cuối cùng chú cảnh sát ấy đã bị Diana kéo vào trong bóng tối. Nữ cảnh sát này thấy vậy thì đi lên cứu giúp, kết quả cũng bị Diana giết chết. Bây giờ lại chỉ còn lại hai chị em thôi. Rebecca bảo bạn trai đưa Martin rời đi trước, còn mình thì trở lại để tìm mẹ. Nhưng một mình cô thì sao có thể là đối thủ của Diana được chứ? Rebecca bị Diana ném từ trên tầng 2 xuống, rồi lại ném bay vào tường. Khi Diana chuẩn bị ra tay kết liễu, thì Sophie đã xuất hiện. Sophie nổ một phát súng, nhưng Diana vẫn lành lặn. Thế là bà cầm súng chĩa vào đầu mình. Diana vội vã chạy lên ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Tiếng súng nổ lên, Sophie chết đi, Diana cũng biến mất theo. Rebecca vô cùng đau đớn, không biết từ bao giờ cô bỏ mẹ ở nhà một mình mà rời đi. Nhưng cuối cùng, mẹ lại vì cứu con mà lựa chọn hy sinh bản thân mình. Bộ phim đến đây là hết. Xem đến đây, mình cảm thấy rất đau lòng. Thỉnh thoảng, quả thực là chúng ta đã lơ là gia đình của chính mình. Có lẽ chỉ khi mất đi rồi, chúng ta mới biết trân trọng gia đình. Được rồi, nội dung hôm nay đến đây là hết. Tạm biệt và hẹn gặp lại.